quay nhanh cụm vi chỉnh nha, hàng của Nhật nha. Mặt này đã được mài phẳng. À, các bạn bắt lại xuống hàng ốc. Đó. Thì cái bát đó, nó nằm xéo một bên nha. Thì cái bên này các bạn thao tác làm việc nó không bị vướng à, không bị vướng các bạn. Con này hàng của Nhật nha. Thì nó chỉnh được là từ 20 mm. Đó, tức là khi các bạn chỉnh tới á, là nó đi ra được 20 mm nha. Cái này các bạn làm cụm vi chỉnh nha. À, cụm vi chỉnh hàng cha băng dĩ địa. Con này thì một vạch nó là 0.01, tức là 1% nha các bạn. Đó, từ đây nè. Từ đây đúng không? Từ đây á, các bạn đi thêm một vạch là 0.01, là 1%. 0.05, 0.1. À. Và một vòng của nó là 1 ly nha. Vòng của nó là 1 mm. Đó, 1 mm. Đó. Các bạn quay 5 vòng thì nó tới đây. 5 vòng bằng 0. Ok, cụm này thì ứng dụng làm gì? Ứng dụng làm các bạn là đầu này nè. Đầu này đó, thì các bạn có thể nối dài ra. Tại vì nó có cái ren này các bạn. À, các bạn có thể nối dài ra để đưa vào một cái vị trí. Các bạn cần kê nha, các bạn cần kê. Cục này là cục chốt lại nha, cục chốt lại. Cục này có tác dụng là để xoay. Ví dụ khi các bạn chạy dung sai đi, các bạn chạy dung sai tới đây đi. Tới đây đúng không? Là đã đạt được đúng cái dung sai của các bạn rồi. Một tay phải giữ cái đụm nến lại, tay trái các bạn chốt lại nha. Chốt lại. À. Đó, các bạn chốt cứng lại nó không quay được nha. Đó, chốt cứng lại. Mình chốt chưa cứng. À, siết nhẹ thôi nha, đừng có mạnh quá nha, nó hư. Đó, nhẹ là được. Thì khi các bạn gia công á, tới đúng vị trí này thì nó sẽ đúng cái dung sai các bạn cần. Cứ tới đúng là các bạn được. Cứ đá sát vào đây là ok. Giống như trên những cái máy tiện rút nè. À, những cái ứng dụng mài chính xác nè. À, những ứng dụng mà cần chính xác á, ha. Cắt chính xác, mài chính xác, CNC hay là các kiểu nha. À, thì những con này rất là quan trọng nha, đặc biệt là hàng Nhật mới chăm. À không phải gì, hàng dĩ địa chăm, chưa xài Việt Nam. À, độ dung sai không còn rơ, cái này không rơ nha, không rơ không lắc nha. Hàng tuyển bãi. 250k một cái bao ship nha, anh em nào về lấy nha. Còn đầu này ha. Đó. Ok, nếu mà xài được thì liên hệ nha. Đầu này giống như sữa đá nha, không phải các bạn. Giống như đầu sữa đá, nhưng không phải. Ok, 200 rất là nặng nha.